Dạ, con chào bác ạ. Con tên là Trương Thị Ngọc Sương. Con có một số câu hỏi nhờ bác giải đáp giúp con. Rồi con hỏi Dạ, con xin hỏi câu thứ nhất ạ. Thưa bác dự đoán quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam khi nào mới được xuất bản? Thưa bác ạ. giờ đó chi chừng nào mà có giấy phép xuất bản liền chứ gì, đó chi cái này bất công. Nếu mà bác đoán nó thành ông thầy bói là thật chứ phải ông thầy giải đáp thiền tông, thấy không? Đoán là ông thầy bói thành là không có đoán được, chừng nào có giấy phép là xuất bản liền. Đời này không khỏi đó. Còn hỏi câu khác đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Thưa bác, người có kiến chấp thì tánh họ như thế nào? Thưa bác. Nghiên chấp này họ thấy lúc nào họ cũng là giỏi, họ cũng tài nhất. Thứ nhất là mấy cái ông tiến sĩ á, càng tiến sĩ nhau kiến chấp càng to. Chứ sự thật ông không hiểu cái thế giới này. Cái thế giới này gọi là cái thế giới khoa học mà hoàn toàn mấy ông tiến sĩ không hiểu. Thế giới này gọi là thế giới khoa học vật lý, thấy không? Mà mấy tiến sĩ dường nào mà tiến sĩ khoa học vật lý thì người ta mới chịu tin cái này. Còn thí dụ là tiến sĩ cơ khí người ta không biết này, tiến sĩ văn chương người ta không biết này, tiến sĩ Phật giáo người ta không biết, hoàn toàn không hiểu cái này. Người nào có cái bằng tiến sĩ khoa học vật lý thì sao họ hiểu cái thiền tông này, đọc họ hiểu liền. Đó, phải hiểu, có phải hiểu cái thế giới này nó nhiều cái kiến chấp duy nhất mà cái kiến chấp vật lý mà tiến sĩ vật lý nó không kiến chấp, nó công nhận liền, đọc nó công nhận liền. À, còn kiến chấp ví dụ còn tiến sĩ về Phật giáo thì tưởng đâu người ta học theo Phật là ta giỏi, sự thật học theo Phật từ nào tới giờ gọi là học theo giáo kinh thôi, những cái lời kinh sinh kinh của Đức Phật dạy thôi, kinh gì Đức Phật dạy là trên trên cái ảo tưởng thôi chứ không bằng sự thật được. Thấy không? Còn muốn bằng sự thật thì phải khoa học, đạo Phật khoa học mới bằng sự thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi tiếp ạ. Thưa bác, đạo Phật khoa học Thiền tông Việt Nam công bố ra, tại sao có người chửi? Thưa bác. Người chửi là ai? Con kiểm soát là mấy ông thầy cúng chửi chứ không ai ra chửi đâu. Mấy cái ông mà khoa học không chửi nha, mà mấy ông thầy cúng chửi là sao? Phá đám mà ông. Ngày tôi cúng đá mấy chục triệu mà ông chơi kiểu này là không ai cúng nữa thì ông chửi mình là đúng rồi. Phá đá mà thì cúng, tìm thì cúng chửi mình thôi. Cái này là thế giới rõ ràng như vậy. Giống như con đi làm hàng giả đó, có người khám phá ra ôi mình đồ giả, con chửi không? Bắt buộc phải chửi. Thế giới thì con người mang thân người là phải phải sử dụng cái thuật này, cái thuật thế giới vật lý này. Thấy không? Cái gì bằng con làm mà không đúng mà người ta nói con đó, thì con sẽ chửi lại. Cái thế giới nó phản ứng vậy, đó là nguyên tắc của nó vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi tiếp. Thưa bác, con tu thiền tông muốn cất thiền tông thất để dạy các người khác tu có được không thưa bác? Được, với điều kiện hỏi về khởi về Phật giới. Các sĩ thì ở giữ đây, thấy không? Chứ giống như con định một chuẩn bị tôi chuẩn bị tôi định cư nước ngoài mà không không chịu bỏ ở đây mình cứ nằm hoài làm sao về, rồi tới khi cái visa nó tới rồi ủa mà chưa giải quyết được công chuyện này làm sao đi, thấy không? Vì thế mà muốn về Phật giới đừng có dính mắc gì ở thế giới này hết thì về Phật giới được, nhưng mà phải cho đúng, mà phải bàn công đức về. Chứ đi qua bển không có công đức không, ông thần cũng đủ, mày đâu có gì đâu mà đem về bển đâu, tao đâu có cho. À, có nghĩa là mình về Phật giới phải mang công đức sáng, nhớ nha, mang công đức sáng. Còn công đức tối cũng được nhưng mà đều phải có công đức sáng để đưa vô trung tâm vận hành luân hồi để nó mã hóa ra thì công đức tối nó mới mới sử dụng được, đem về bên kia mới sử dụng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ thưa bác, tu thiền tông không làm gì hết sao thưa bác? Tu thiền tông làm sao không làm? Có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, có con phải cho ở đây đi ăn học chứ không làm sao được. Rồi không lẽ còn ngồi không? Thì có việc gì phải làm việc đấy.
Mà trừ cái là đi, đừng có đi đi nói tầm bậy thôi. Không? Nếu mà không làm gì nhưng mà làm mà tất cả nằm trong cái khuôn phép 4-5 chữ nhân nghĩa lễ trí tín, làm đúng theo khuôn phép này thì mới đúng là một con người. À, con người con mà thiếu cái này là xã hội nó chê con liền. Nhân không ra nhân, nghĩa không ra nghĩa là nó dục con liền nữa. Phải không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Thưa bác, con muốn tạo công đức trong sáng, vậy con phải làm như thế nào, thưa bác? Công đức trong sáng thì con chỉ biết tạo thôi, con đừng có chấp gì hết. Con chỉ thí dụ chẳng hạn giúp người đó hiểu cái này, con chỉ giúp cho người ta hiểu, hiểu kệ cho người ta, đừng có khen vô. Ta hiểu thì còn có công đức, ta không hiểu thì cũng có gì, kệ. Kệ gì là giả tràng, xe cát thôi, không sao. Nhưng mà con mà giúp người ta không hiểu con sân lên, cái này con chết, con bị cái nghiệp, bị nghiệp sân á. Sân là gì? Đi xuống với gặp mấy ông thánh đó. Thánh mà tức mà. Thấy không? Con làm cái gì? Trong sáng. Con tu thiền tông, con tạo công đức bằng cách trong sáng. Nhiều ít gì cũng được, về Phật giới đi. Có nghĩa là về bến thành một ông Phật nhỏ tôi cũng đi được. Chứ còn lớn quá thì đi nhanh chút, giống như đây có chiếc xe 4 chỗ con cũng vẫn chạy được. Có xe 15 chỗ cũng chạy được. Phải không? Thà thôi tôi đi xe du lịch sướng hơn. Về bến đi ông Phật nhỏ sướng hơn. Phật nhỏ đi sang hơn mấy ông Phật lớn, ông Phật lớn được. Mà thần lớn quá đi, đi làm gì? Thôi đã thành Phật rồi, nhỏ lớn nhỏ không thành những lời. Tạo được công đức về. Phải không? Còn muốn lớn nhỏ về bển mới phân thân đi lợi cái thế giới này nè. Để giúp người ta thì công đức tạo bên Phật giới nó dễ hơn bên đây. Bên Phật giới gì nó không có vật lý. Không? Còn bên đây nó bị vật lý thì nó khó tạo lắm. Bị vật lý này nó phát ra tới 16 thứ, bên kia có 4 thứ nó dễ. Muốn hiểu vậy đó. Bây giờ tu làm sao thành Phật nhỏ cũng được, về bển tạo công đức. Nhưng mà nên nhớ là về bển, con ví dụ ở đây á, thì bển con đi đâu cũng được, trong tam giới. Phần nhỏ đi tam giới rồi trung thiên, tiểu thiên gì con đi được hết. Thì mặc tình mà tạo công đức. Mà về bển thì nó an toàn hơn, nó không có thế giới, nó không có buồn thương giận ghét như bên đây. Bên đây cài, tại mình kẹt cái buồn thương giận ghét này hơn thua nè. Nó mới dính cứng ngắc ở đây thôi. Thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ con hết. Rồi con cảm ơn bác. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn con.